trọng mới nhất, cài đặt nó trên máy tính và thiết lập những cái thông số đó thì thử đấy ạ, cái đó quan trọng hơn hết đó hư ạ, trên máy tính của bạn. Tại vì hôm nay thì cái phần mềm bay khá là cổ rồi, mình tốt cái bài sinh trên đô la và mình hỗ trợ tác lực cho người kẻ học hoặc là làm để tập trung được kẻ học. Còn nếu như bạn nào thích thủ thuật, thích bẻ khóa thì các bạn sẽ YouTube gọi